Em xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại với video tiếp theo của em. Tính đến cái thời điểm bây giờ, để chúng ta có thể kiếm được một cái ứng dụng đào coin tự động uy tín và lâu dài ấy, có khó hay không? Thì ở trên cái video này em sẽ cập nhật cho các bác về một trong những cái ứng dụng mà khi các bác tham gia chúng ta không phải lo. Giả sử như một số các ứng dụng chúng ta đào coin tự động phải không? Khi mà cái đồng coin đó được list sàn là chúng ta rút về sàn, chúng ta bán là chúng ta sẽ không được khai thác nữa. Nhưng ở trên cái ứng dụng này, nó cho chúng ta khai thác đào hết tháng này qua tháng khác và hết năm này qua năm khác đều được. Và khi mà các bác rút thì nó cực kỳ là uy tín và các bác có thể bán bất cứ lúc nào đều được. Như bản thân em đánh giá thì bây giờ cái ứng dụng này nó là một trong những cái ứng dụng để chúng ta có thể đào coin lâu dài được. Bởi vì nó không bắt buộc chúng ta là trong khoảng bao nhiêu lâu nó sẽ kết thúc. Bởi vì chúng ta cứ đào được nhiều thì chúng ta ăn nhiều, đào được ít thì chúng ta ăn ít. Hàng tháng thì chúng ta vẫn cứ nhận được cái số lượng token nhá. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Và bản thân em tham gia, em đã đào được là 531 cái đồng GMPT. Nó tương đương khoảng độ là 584 đô ở đây. Tính ra tiền Việt thì nó rơi vào khoảng độ là 13 đến 14 triệu tiền Việt. Đây là khoảng độ 1 tháng 5 ngày em tham gia, rất là uy tín. Và cách rút về đây thì em cũng đã hướng dẫn các bác rất là nhiều lần rồi. Bây giờ thì em sẽ vào cập nhật và nhân tiện đây, những bác nào mà có những cái đồng coin nhỏ lẻ như là cái đồng GMPT mà các bác muốn bán và rút về ngân hàng thì các bác có thể liên hệ với em. Em sẽ thu mua hoặc là em sẽ hỗ trợ cho các bác cách bán coin nhỏ lẻ nhá. Thì trước khi vào hướng dẫn cập nhật cho các bác về cái ứng dụng đào coin này thì em sẽ vào quay random và tặng quà cho những bác may mắn nhất ở cái video đợt trước nhá. Thì cũng khá là lâu rồi em không tặng quà và quay random cho các bác. Video này thì em sẽ dành tặng 3 suất quà để tặng cho các bác. Bây giờ em sẽ vào, em sẽ lấy cái video đợt trước ở đây. Để tham gia và nhận quà trên video của em rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần xem video, sau đó các bác để lại cho em một cái bình luận bất kỳ. Và ở dưới mỗi một cái video em quay chúng, ví dụ như là bình luận của bác nào thì bác đấy có thể liên hệ qua Zalo cho em để có thể nhận quà nhá. Rồi bây giờ em sẽ dán cái đường link của video đợt trước ra đây. Xem video đợt trước của em. Video đợt trước của em có 9 bình luận thôi. Ngày hôm nay em sẽ tặng là 3 bác. À đây là em luôn này. May quá. Đầu tiên cởi sắc là em. Xin chúc mừng bác đầu tiên nhá. Và đây là bác thứ hai này. Tiếp tục đây là bác thứ ba. Sau video này ba bác liên hệ qua Zalo cho em để nhận quà nhá. Các bác có thể nhận qua thẻ cào, qua ngân hàng hoặc là qua ví Momo đều được. Rồi bây giờ em sẽ vào cái ứng dụng của ngày hôm nay. Đây là cái giao diện của cái ứng dụng ngày hôm nay em cập nhật chia sẻ cho các bác. Đối với những bác nào mà thường xuyên xem video trên kênh của em thì các bác không quá là xa lạ đối với cái ứng dụng này. Còn đối với những bác nào mà mới thì cái ứng dụng này nó sẽ là cái ứng dụng để các bác có thể tham khảo ngay bây giờ cho em. Trên đây là cái ứng dụng giúp các bác có thể tham gia nuôi ong lấy mật. Và cái số lượng mật này nó sẽ quy đổi ra cái đồng GMPT cho chúng ta. Và các bác có thể khai thác được cái số lượng token GMPT nó cực kỳ là nhiều. Và có rất là nhiều bác hỏi em về những cái cách khai thác. Thì ở trên video này em sẽ chia sẻ cho các bác về cái ba cách mà bản thân em thường xuyên áp dụng và chia sẻ cho rất là nhiều bác. Và những bác đấy đã thành công rồi nhá. Lần đầu tiên nếu mà bác nào đăng ký ở trên cái ứng dụng này thì nó sẽ là cái phần Honey Wallet ở đây. Bên này thì chúng ta sẽ rút về PayPal. Nhưng mà min rút cao lắm, tận 20 đô cơ. Và khi chúng ta rút nó rất là rườm rà. Đấy, min rút cao rườm rà. Nên là các bác chuyển hết sang cái phần Zoomtech Wallet ở đây cho em. Và để chuyển sang Zoomtech Wallet, các bác chỉ cần ấn vào cái phần dấu ba gạch này này. Nó sẽ quay phần Zoomtech Wallet. Các bác ấn vào cái nút màu vàng ấy, nó sẽ tự động chuyển. Sau đó nó sẽ có cái phần đó là phần lấy ID ấy. Lấy ID thì các bác sẽ ấn vào phần Zoomtech này này để các bác thể lấy ID nhá. Cái số dư hôm nay của em hình như nó rơi vào khoảng độ là hơn 100 đô. Tính ra thì nó rơi vào tầm là hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu nha, gần 3 triệu. Cộng với hơn 500 đô mà em có trong ví nữa, tổng cộng là hơn 600 đô, gọi là 650 đô ấy. Đấy, rất là tuyệt vời. Thấy ra tiền Việt nó rơi vào tầm 14 đến 15 triệu tiền Việt. Tí nữa em sẽ hướng dẫn các bác rút. Bây giờ thì em sẽ chia sẻ làm sao để các bác có thể gia tăng được cái tốc độ đào.
Để gia tăng được cái tốc độ đào ở trên cái ứng dụng này, thứ nhất đó là các bác có thể treo máy cho em. Cái cách này thì em đã chia sẻ cho các bác rất là nhiều. Thứ hai là các bác có thể đi giới thiệu bạn bè. Ở trong cái mục giới thiệu bạn bè này thì không phải bác nào cũng có kinh nghiệm để chúng ta có thể đi giới thiệu bạn bè được. Và cũng có rất là nhiều bác có bảo là phải giới thiệu bạn bè thì mới cái gia tăng được cái tốc độ đào. Thực ra để mà giới thiệu bạn bè, cái tốc độ đào của nó cũng không tăng được lên bao nhiêu. Nó chỉ giúp cho chúng ta được một chút thôi. Còn không, đa số là chúng ta sẽ thử những cái cách, ví dụ như treo máy là chủ yếu. Treo máy nếu như bác nào mà có thể lên TikTok hay là lên YouTube xem ấy, có những bác có tận một cái dàn máy cơ. Đấy, một tận dàn máy rất là nhiều chiếc điện thoại để các bác ấy có thể treo. Đấy cũng là một cách. Và cái cách thứ ba ở đây là chúng ta có thể đăng nhập một cái tài khoản này trên nhiều cái thiết bị như là điện thoại hay là máy tính. Ví dụ như này chẳng hạn, em đang mở vào như này, em có thể ẩn ra như này và em sử dụng TikTok, Facebook, Zalo. Và cái ứng dụng này nó vẫn hoạt động cho em và nó vẫn kiếm mật về cho em nhé. Còn chúng ta không thể thoát hẳn ứng dụng ra, chúng ta ẩn nó đi thôi là nó vẫn đang tự động đào cho ta. Ví dụ hàng ngày các bác chỉ cần vào, các bác mở lên như vậy, sau đó các bác ẩn ra, các bác sử dụng những cái tính năng khác, nó vẫn là treo máy và vẫn có thể kiếm cho chúng ta được mật nhá. Đấy là cái cách thứ ba. Còn cái cách thứ tư này hiện tại thì đang có một số bác áp dụng, nhưng mà em không biết là nó có hiệu quả hay không, là các bác dùng fake IP để các bác chuyển sang nước ngoài, các bác đăng ký rồi các bác treo máy. Thì cũng có một số bác nói với em là cái số lượng mật nó sẽ tăng hơn so với là cái IP ở Việt Nam. Thì cái cách này bản thân em cũng chưa thử nên là em cũng chưa biết được là nó có hiệu quả hay không. Còn một số bác thì đó nói là có hiệu quả nên là các bác có thể tham khảo. Rồi đấy là những cái cách mà em chia sẻ cho các bác. Các bác nên nhớ là đào cho em cái đồng Zoomtech Wallet này nhá. Thì bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều bác bảo là ví dụ như không tuyển dép thì làm sao mà có thể gia tăng được cái tốc độ đào. Thực ra ở trên cái ứng dụng này đó cũng là một phần, thật sự đó cũng là một phần. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có rất là nhiều bác không tuyển được dép nào, các bác ấy cũng đào được. Mỗi một ngày các bác ấy cũng kiếm được nhá. Mỗi một ngày các bác ấy cũng kiếm được khá là nhiều. Các bác ấy dùng nhiều tài khoản. Đấy, nhiều tài khoản. Và mỗi tài khoản các bác chỉ cần kiếm được 1 đô chẳng hạn, hoặc là 0,5 đô thôi. Và nhiều tài khoản các bác ấy cũng đã kiếm được rồi. Đấy là những bác nào mà dùng IP á, thì các bác ấy có thể đăng ký nhiều tài khoản. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các bác là rút tiền nhá. Các bác sẽ ấn phần Zoomtech Wallet ở đây cho em này. Zoomtech Wallet ở đây nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ liên kết với cái ví MetaMask. Nó sẽ có cái phần liên kết ví ở bên trên này này. Đây các bác thấy không? Bên trên này nếu như bác làm mà có cái phần login ấy, các bác ấn vào đây, rồi nó có cái phần đó là liên kết với cái ví MetaMask. Ở trên cái ứng dụng này thì chúng ta sẽ rút về cái ví MetaMask nhá. Đây, MetaMask này. Sau đó các bác cài đặt, các bác tạo cho em, rồi các bác thêm cho em cái mã BLB Smart Chain vào nhá. Đây em sẽ đăng nhập vào cho các bác xem. Đây là giao diện của cái ví MetaMask. Và các bác ấn vào đây này, các bác chọn cho em là Smart Chain BLB này. Đấy, các bác chọn cho em đây nhá, Smart Chain BLB nhá, bởi vì cái mạng này. Sau đó các bác ấn vào phần thêm mạng bên dưới này là cho em là được. Rồi bên dưới này thì đối với bác nào mà chưa có cái địa chỉ của cái đồng ZBFT thì các bác ấn vào phần nhập token ở đây này. Sau đó chúng ta sẽ điền cái contract. Contract này thì em sẽ để dưới phần mô tả ở đây, các bác ấn sang tùy chỉnh ở đây nhá. Đây các bác sẽ điền cho em cái địa chỉ, cái contract của cái đồng ZBFT vào đây cho em là được. Sau khi mà điền xong rồi nó sẽ hiện lên cái đồng ZBFT ở đây nhá. Hiện tại em đang có là 531. Bây giờ em sẽ rút. Hiện tại thì em đang có là 100. Ở đây là 100 bao nhiêu nhỉ? 122. Bây giờ em rút về thì nó rơi vào khoảng độ là 650 nhá. Đây em sẽ ấn vào đây này. Đó, các bác sẽ ấn vào đây. Nhiều bác ví dụ mà chuyển sang cái phần Zoomtech Wallet ấy, thì các bác vào đây các bác lấy cái ID này. Bây giờ để rút tiền thì nó sẽ hiện lên cái phần Payoff. Ở trên cái ứng dụng này min rút của nó cực kỳ là thấp các bác nhá. Nó chỉ có hơn một cái đồng ZMPT thôi là các bác có thể rút được rồi. Những cái ứng dụng khác thì nó cần phải có ví dụ nhà 10 đô, 20 đô thì nó mới cho chúng ta rút. Nhưng trên cái ứng dụng này chỉ cần có một cái đồng ZMPT là các bác có thể rút về ví được rồi nhá. Đây, các bác có thể thấy này, cái phần payoff đây nó tương đương với nó là 136 đô ở đây. Phí của nó cực kỳ là rẻ, chỉ có 0.1
1,5 cái đồng GMPT nó tương đương khoảng độ là 3.000 tiền Việt. Giả sử như là các bác mà rút PayPal ở trên cái ứng dụng này, phí nó tận 5 đô cơ. 5 đô nhân với 20 nó rơi mất 100.000. Đấy, còn rút cái đồng GMPT phí nó rẻ lắm. Nên nhớ là chọn BLB sự mắc chen nhá. Đừng chọn keo hay là Plonge làm gì. Chứ chọn cho em đó là BLB sự mắc chen cho em là được. Rồi bây giờ các bác sẽ ấn phần payoff ở đây cho em này. Sau đó chúng ta sẽ chờ một lúc ở đây. Rút cái thôi là cái số lượng token này nó về luôn nha các bác nhá. Đây là một trong những cái ứng dụng các bác có thể tham gia lâu dài, mãi mãi đều được nhá. Rồi như vậy là nó đã báo thành công rồi đấy. Như vậy là nó báo thành công rồi. Đây nó báo thành công này. Số dư của em đã là 654 rồi. Nó đã báo là 654 rồi nhá. Nhanh lắm. Em đang xem cái phần mà lịch sử rút tiền xem nó ở đâu nhỉ? À bên dưới này, đây đây đây. Lịch sử biết rút tiền này nó đang ở bên dưới này đây. Đây trước đó em rút rất là nhiều, các bác có thể thấy này, tận 4-5 trang lịch sử rút tiền cơ. Các bác có thể thấy đây nhá. 1 2 3 4 này, 4-5 trang rút tiền đây. Em rút nhiều lắm. Cho thấy đây là một trong những cái ứng dụng rất là uy tín. Đây em sẽ vào kiểm tra luôn cho các bác nhá. Vào em đăng nhập vào em kiểm tra luôn cho các bác. Rồi, như vậy là cái số dư của em đã là 727 đô, tương đương với là 654 cái đồng GMPT. Và từ đây thì các bác có thể hoán đổi đây. Các bác có thể hoán đổi sang USDT nhá. Đây, chọn token bên dưới này, các bác có thể USDT hoặc là BLB đều được. Rồi, USDT này. Các bác có thể hoán đổi sang USDT ở đây cho em. Đây, nó sẽ được là 727 đô. Khi mà các bác hoán đổi sang USDT thì các bác có thể chuyển lên Onnode, Binance để các bác có thể bán bất cứ lúc nào đều được. Hoặc là các bác không muốn quy đổi để mất phí thì các bác có thể bán qua cho em đều được nhá. Đấy là những cách để em có thể hướng dẫn các bác. Rồi thì trên đây là cái video ngày hôm nay em cập nhật cho các bác về một trong những cái ứng dụng giúp các bác có thể tham gia đảo coin uy tín lâu dài và hoàn toàn là miễn phí. Và trên cái ứng dụng này bác nào còn không hiểu thắc mắc gì các bác có thể liên hệ qua Zalo nhá. Video này của em đến đây là kết thúc. Em xin chào tất cả các bác.